Xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thầy đã hướng dẫn cho các em ở cái bài số 8 đó chính là quy tắc dấu ngoặc. Bài này cũng rất là quan trọng hả các em ạ? Chúng ta nhớ giùm thầy là khi dấu trừ đằng trước dấu ngoặc thì chúng ta phải đổi dấu giùm thầy. Khi chúng ta bỏ ngoặc ra thì chúng ta phải đổi dấu hết giùm thầy các số hạng bên trong dấu ngoặc đó. Cộng thành trừ, trừ thành cộng. Các em hiểu chưa nào? Trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn các em ở bài số 9. Bài này cũng rất là quan trọng. Thầy nhấn mạnh như vậy. Quy tắc chuyển vế. Các em nhớ là ở trong clip ở trong sách giáo khoa thì em nhớ giùm thầy là gì? Khi chúng ta chuyển một số hạng này từ vế bên này sang vế bên khác thì chúng ta phải đổi dấu, nghĩa là trừ thành cộng hoặc cộng thành trừ. Các em nhớ chưa nào? Ok, chúng ta sẽ đi sang bài đầu tiên nhé. Rồi, chúng ta đi sang bài đầu tiên, đó chính là bài 95, tìm số nguyên x. Bây giờ thầy sẽ viết cái đề lại các em nhé. X trừ ở đây 25 trừ 9 đúng không nào? Thì ở đây chúng ta nhớ giùm thầy này, chúng ta nhìn giùm thầy cái bài này, thầy hướng dẫn trước rồi thầy sẽ làm cho các em sau nhé. Ở đây các em thấy là có dấu ngoặc, đằng trước có dấu trừ này. Chúng ta bỏ ngoặc ra, tại vì ở đây các em để ý là thầy có thể chúng ta có thể tính là trong ngoặc này trước có thể 15 cộng 11. Nhưng thầy không thực hiện phép tính này mà thầy phải bỏ ngoặc ra để 11 này trừ 11 này bằng 0 nè các em này. Mục đích của thầy là như vậy. Còn đối với cái ngoặc này thì chúng ta nên tính lấy 25 trừ cho 9 ở đây. Chính mình chúng ta không nên bỏ ngoặc ra để chúng ta đổi dấu trong đây thì nó lại hơi phức tạp. Các em hiểu không nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có 11 này, trừ này. Đằng trước ở đây người ta không ghi là dấu cộng. Trừ với cộng này thành trừ 15. Trừ với cộng này thành trừ 11. X trừ 25 trừ 9. 25 trừ 9 thì bằng 10. 16. Đúng chưa nào? Như vậy thì 25 trừ 9 thì bằng 16. Như vậy đây là trừ 16 ở đây. Các em thấy 11 trừ 11 ở đây, 11 trừ 11 ở đây thì nó sẽ bằng 0. Như vậy ở đây là sẽ bằng âm 10. Âm 15 bằng x sẽ trừ 10, 16. Tới đây chúng ta muốn sử dụng quy tắc chuyển vế các em. Ở đây x dương, x dương thì thầy sẽ giữ x ở đây. Còn ở đây thầy sẽ chuyển cái trừ 16 này qua bên đây đổi dấu, nghĩa là thành cộng 16. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta có này, âm 15 chúng ta ghi lại, trừ 16 ở đây thì chuyển qua vế bên đây thì sẽ trở thành là cộng 10, cộng 16 ở đây sẽ bằng x. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây các em thấy là âm 15 mà cộng 16 thì ở đây sẽ bằng 1x. Vậy x ở đây sẽ bằng 1. Đó. Cái bài này chúng ta nên làm như vậy các em nhé. Ok. Các em hiểu không? Được chưa nào? Ok. Chúng ta sẽ đi sang bài tiếp theo, đó chính là bài 96 các em nhé. Chúng ta đi sang bài 96 các em. Tìm số nguyên x biết. Ở đây chúng ta có câu A. 2 trừ x sẽ bằng 17 trừ cho trừ 5. Đúng không? Thì đối với bài đây chúng ta để ý giúp thầy một xíu này. Ở đằng trước đây dấu trừ này, ở đây là ngoặc, chúng ta nên đổi dấu trừ với trừ đây không? Thì thành cộng ở đây. Như vậy thì 2 trừ x cái đề đó 17 trừ với trừ, các em thấy là trừ trừ thì thành cộng 5 ở đây. Ok. Tiếp tục chúng ta có 2 trừ x 17 cộng 5 thì bằng 22. Ở đây các em thấy này, x ở đây âm hay dương? Nhớ nó có hai trường hợp. Nếu x mà dương á thì chúng ta chuyển số. Nhưng nếu x âm thì chúng ta chuyển x. Chúng ta chuyển x qua vế bên này để cho nó dương cái đã. Các em hiểu nè. Như vậy số 2 này không chuyển chúng ta ghi lại nè. Số 22 này không chuyển chúng ta ghi lại nè. Cái âm x này chúng ta chuyển qua đây. Âm x chuyển qua đây đổi dấu. Như vậy bên đây là dương x nè. Sau khi x dương xong chúng ta lại chuyển cái 22 này. Ở đây người ta không ghi, nghĩa là người ta ngầm hiểu là dấu cộng. Chúng ta chuyển qua đây đổi dấu trở thành dấu trừ. Nghĩa là trở thành là 2 trừ cho 22 sẽ bằng x. Cái được chưa? Như vậy thì 2 mà trừ cho 22 thì ở đây sẽ bằng âm 20 sẽ bằng x. Nghĩa là x này sẽ bằng âm 20. Chúng ta kết luận ở đây vậy x sẽ bằng âm 20. Vậy thôi. Các em hiểu chưa? Ok. Các em rõ không nào? Chúng ta đi sang câu B nhé.
Ta đi sang bài 96B các em. Ta x trừ 12 sẽ bằng âm 9 trừ cho 15. Âm 9 trừ cho 15. Như vậy thì ở đây cái ngoặc ở đây này thầy có thể bỏ được. Tại sao thầy bỏ? Tại vì lần trước ở đây là dấu cộng nên thầy bỏ luôn cũng được ha. Như vậy x trừ cho 12 trừ 9 trừ 15, n 9.000 tiếp tục n 15.000 nữa sẽ là n 24.000. Có đúng chưa? Như vậy ở đây sẽ là bằng n 24, như là âm 24. Ở đây các em để ý là x này dương hay âm? Người ta không ghi ở đây, nghĩa là x này là dương này. Như vậy thì chúng ta phải chuyển số cái âm 12 này qua đây, đổi dấu trở thành là cộng 12. Các em hiểu không nào? Như vậy thì ở đây là x âm 24 để đó, trừ 12 đúng không? Âm 12 này chúng ta chuyển qua đây trở thành là x dương 12 đây. Thầy xin lỗi nhé. Đó. Như vậy x này sẽ bằng này, âm 24 mà cộng cho 12 thì kết quả nó bằng âm 12. N 24.000 mà có 12.000 trả đi thì chúng ta n lại là 12.000. Còn cái việc thực hiện cộng trừ số nguyên này thì tới thời điểm bây giờ nó rất là dễ rồi, nên thầy không làm chậm nữa mà là thầy làm nhanh luôn, được chưa nào? Ok. Vậy x sẽ bằng ở đây là âm 12, được chưa nào? Ok. Chúng ta sẽ đi sang bài 97 các em nhé. Rồi chúng ta đi sang bài 97 các em nhé. Tìm số nguyên A, biết câu A của chúng ta là cái dấu này đọc là gì các em? Cái dấu này là đọc là gì? À, đây chính là giá trị tuyệt đối. Giá trị tuyệt đối của 7. Như vậy giá trị tuyệt đối của 7 thành loại giá trị tuyệt đối của A bằng 7. Như vậy suy ra A sẽ bằng mấy giá trị các em? À, A này nó sẽ có hai giá trị các em ạ. Như vậy giá trị tuyệt đối của A bằng 7 thì A sẽ bằng gì? 7 hoặc là A bằng âm 7. Được chưa nào? Như vậy thì suy ra ở đây A sẽ bằng 7 hoặc, đây là hoặc các em nhé, A sẽ bằng âm 7. Được chưa? Câu B của chúng ta, giá trị tuyệt đối của A cộng 6 mà bằng 0. Giá trị tuyệt đối của A cộng 6 bằng 0 thì A cộng 6 này sẽ bằng bao nhiêu? Mà bỏ trong giá trị tuyệt đối nó lại bằng 0 em. À, đó chính là gì? Đó chính là số 0. Như vậy thì A cộng 6 này bắt buộc phải bằng số 0. Giá trị tuyệt đối của 0 bằng 0, đúng chưa nào? Như vậy thì suy ra A cộng 6 này sẽ bằng 0. Nên chúng ta suy ra A này, chuyển cái cộng 6 này qua, đổi dấu trở thành là âm 6. Vậy A bằng âm 6. Được chưa nào? Ok, chúng ta sẽ đi sang bài 98 nha em nhé. Ok. Rồi, chúng ta đi sang bài 98 nha. Câu A, viết tổng của 3 số nguyên, tổng là phép gì các em? À, tổng là phép cộng. Có hiểu không nào? Viết tổng của 3 số nguyên 14, âm 12 và x. Như vậy thì tổng đó chính là phép cộng của 3 số nguyên này. Như vậy thì ở đây tổng của 3 số nguyên, như vậy 14 này cộng âm 12 này cộng cho x, đúng chưa? Đó. Bây giờ câu B, tìm x biết tổng trên bằng 10, nghĩa là cả cái tổng này là bằng 10, có đúng không? Như vậy thì bây giờ chúng ta có 14 này cộng âm 12 này cộng x thì bằng 10. Thì bây giờ chúng ta phải tìm x, sao nào? Ok. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính toán để chúng ta chuyển vế đổi dấu, sao nào? Như vậy ở đây là x này dương hay âm này? Ở đây chúng ta nên tính ở đây trước, 14 mà cộng cho 10 âm 12 thì kết quả đây là bằng 2 cộng x sẽ bằng 10. 14 trừ 12 thì bằng 2, đúng không nào? Như vậy thì x ở đây x này dương, như vậy x này thì viết lại số 10 này để đó, thầy chuyển cái cộng 2 này này. Cộng 2 này qua bên đây đổi dấu trở thành là trừ 2. Như vậy x này sẽ bằng 10 trừ 2 bằng 8. Vậy
x sẽ bằng x sẽ bằng 8. Đó. Ok. Ta hiểu nè. Rồi chúng ta sẽ đi sang bài 99 các em nha. 99. Ok. Chúng ta sẽ đi sang bài 99 nha. Ta đi sang bài 99 nè. Cho A thuộc Z. Z nghĩa là tập hợp số nguyên em. Tìm số nguyên X. Biết ở đây chúng ta có câu A này. A cộng X bằng 7. Như vậy thì ở đây chúng ta suy ra X sẽ bằng 7 trừ gì? Ở đây người ta không ghi, nghĩa là đây dấu cộng A chuyển qua bên đây thì trở thành là trừ trừ A. Được chưa? Đó. Câu B. A trừ X bằng 25. Đối với cái trường hợp đầu tiên, em để ý em thầy này, trường hợp đầu tiên nghĩa là X ở đây là dương. Còn ở trường hợp này đó chính là X âm. Khi X âm thì chúng ta phải chuyển X qua trước để cho nó dương ấy đã. Như vậy thì ở đây chúng ta có A sẽ bằng 25. Chúng ta chuyển X đi qua bên đây là trở thành là cộng X. Hảo nè. Như vậy thì khi mà X nó dương rồi thì chúng ta sẽ chuyển số qua bên đây. Ngay đây cộng nghe chuyển thành trừ. Như vậy ở đây chúng ta suy ra X này sẽ bằng là A trừ cho 25. Đó. Em hiểu chưa? Chúng ta phải thực hiện các bước như vậy thì khi chúng ta làm thì nó mới thành thạo các cái bước được. Được chưa nào? Rồi chúng ta đi sang bài 100 các em nhé. Rồi chúng ta có bài 100 các em. Cho AB là thuộc Z, nghĩa là thuộc cái số nguyên các em. Như vậy thì ở đây chúng ta tìm số nguyên X biết. Ở đây chúng ta có câu A và B cộng X sẽ bằng A. Đây là dạng tổng quát ở cái phần này. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là X này dương hay âm? X này dương thì chúng ta chuyển số hay chuyển X? X này dương thì chúng ta sẽ chuyển cái B này qua bên đây đổi dấu. Hả nào? Như vậy thì ở đây chúng ta suy ra X này sẽ bằng A. Cứ cái nào mà chuyển á, thì đổi, mà cái nào không chuyển thì thôi. A này không chuyển dựng nghiêng này, X này không chuyển dựng nghiêng. Như vậy B này chuyển, ở đây cộng thì chuyển thành trừ trừ B. Các em hiểu không nào? Đó. Các em hiểu chưa? Như vậy thì câu B này, B trừ X thì bằng A. Được chưa? Như vậy thì ở đây các em thấy X này dương hay âm? À, X này dương. X này dương, à thầy nói X này âm. Thì chúng ta nên chuyển X này qua trước. Như vậy thì ta có B. Các em thấy B này không chuyển thì giữ nguyên dấu này. A này không chuyển giữ nguyên dấu này. Như vậy thì trừ X này, trừ X này chuyển qua bên đây thì trở thành là cộng X. Như vậy thì sau khi X này dương rồi thì chúng ta chuyển cái A này qua bên đây đổi dấu, nghĩa là X này sẽ bằng B trừ X này B trừ trừ A. Các em hiểu chưa nào? Đó. Đó chính là những cái bài mà chúng ta sẽ gặp những cái trường hợp khi chuyển vế đổi dấu như vậy nha. Được chưa nào? Clip hôm nay thì tới đây thầy xin kết thúc. Trong clip sau thầy sẽ hướng dẫn cho em bắt đầu từ bài 101 và thầy sẽ up ở trên một cái kênh không công khai, nghĩa là các em phải đăng ký vào khóa học online thì các em mới nhận được tất cả bài giảng của thầy các em nhé. Ok. Còn clip này thầy up lên để cho phụ huynh và các em xem, để chúng ta xem thử có hiểu thì nhớ đăng ký vào khóa học online và nhớ chia sẻ và like, comment, subscribe trên kênh thầy và nhấn vào cái chuông các em nhé. Ok. Xin cảm ơn các em nha. Ok.